Dạ được, thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính nhân Minh Đấng Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải. Vô thượng điện tử thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi Phật thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ con kính tri ân quý ngài và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Bài học hôm nay trong bộ kinh Majjhima Nikaya 116 kinh thông tiên Isigila Isigili Sutta những ẩn sĩ giác ngộ cả kính thân đoạn 558 đến 560. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài từ siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính nhân minh đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tập. Kính chào thượng tọa Lương Đẳng, thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức và thân chờ tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch với ngài kính thưa vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh mà trong đó không có một chi pháp nào. Nội dung của bài kinh này chỉ là nhắc lại, Đức Phật nhắc lại danh xưng của chư Phật độc giác cùng với bài kệ về cái đức hạnh của các vị độc giác đó. Và Đức Phật ngài khuyên là hãy đảnh lễ chư vị giác ngộ đó bậc chiến thắng. Ở đây thưa quý vị, khởi đầu là khi mà Đức Phật ngài ở tại Rajagha vương xá, lúc đó ngài đang đứng trên núi Isigili thì ngài chỉ cho các vị tỳ kheo thấy những bốn năm cái ngọn núi vây quanh thành
thành vương sát là núi Quê Phà Rá, núi Pandawa, núi Quê Phù Lá, núi Quê Chắc Phù Tát và cái núi Y Sinh Lý. Đức Phật đã cho biết rằng là núi Quê Phà Lá, Pandawa, Quê Phù Lá, núi Chắc Phù Tát, bốn ngọn núi kia bây giờ mang tên như vậy nhưng mà ngày xưa là mang tên khác. Cứ mỗi thời kỳ, mỗi thay đổi tên rồi. Chỉ có riêng cái ngọn núi Y Sinh Lý là ngày xưa, thật xưa thời mà có chư Phật độc giác với chư Vua Thác xuất hiện, nghĩa là cái thời kỳ không có giáo pháp của Phật chánh đẳng chánh giác, thì cái thời kỳ chư Phật độc giác đó, cái ngọn núi này được chân chúng họ đặt tên là Y Sinh Lý, có nghĩa là những ngọn núi này đã nuốt trọng những vị ẩn sĩ ít mê thì xích là thế là tề tích, là bởi vì chư Phật độc giác trú ở đó rất lâu và người ta thấy chư Phật độc giác có đi vào mà không có đi ra, bởi vì chư Phật độc giác khi mà ngài ở trong núi đến cái giờ ngài đi khất thực thì ngài dùng thần thông ngài đi xuống làng khất thực xong ra khỏi làng thì ngài dùng thần thông bay về núi và thọ thực. Cho nên dân chúng họ để ý hồi lúc ban đầu các ngài có đi vào nhưng mà không thấy trở ra, cho nên họ cho rằng cái ngọn núi đó là chữ lý ở đây là động từ nghĩa lý là núi chính. Thì ý nghĩa này mà có tên ngọn núi Y Sinh Lý, và núi Y Sinh Lý ngày xưa thật xưa đã có tên đó và cho đến ngày hôm nay ngay thời Đức Phật hiện tại của chúng ta lúc này đang cùng với chư Tỳ kheo ở trên núi đó, thì cái ngọn núi này cũng mang tên là Y Sinh Lý. Chính vì chỗ đó khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này chúng ta cần phải hiểu ở đây có một vài vấn đề. Thí dụ như khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này đó, lúc nào chúng ta cũng nghe Đức Phật ngài nói một câu: các ông, các ngươi này có thể kêu có thấy ngọn núi này không, thấy ngọn núi kia không, thấy ngọn núi nọ không? Này có thể kêu đây chỉ là một danh xưng của núi Sinh Lý, một tên gọi khác. Thì lúc nào cũng năm cái ngọn núi đó cũng được dịch là như vậy, nhưng mà thực ra đó thì ở đây ở trong cái bản kinh đó, nhờ có bản kinh và có chú giải cả bản kinh Pali với chú giải chúng ta mới biết cái câu nói sau cùng của Đức Phật làm cái tiền đề cho cái bản kinh này. Thì bốn ngọn núi trước đó, thì Đức Phật này nói rằng là xưa đã có tên khác cho cái ngọn núi này, nay thì được đặt tên khác rồi. Thí dụ như núi Vinh Sắc Cù Tát, thì Đức Phật nói rằng là
Vichakhu tassa, papatassa, anyawa, samanya, ahusi. Anya, panyati. Ngọn núi. Vichakhu tassa, này. Xưa có tên khác và bây giờ thì chế định tên khác, nhưng mà đến cái ngọn núi thứ năm đó, ngọn núi Isigiri, thì Đức Phật Ngài đã nói cái câu như thế này: Imasa ko vanafika we Isigilasa papatasa esawa. Ngài không có dùng cái chữ anh nhá quá, mà ngài xài cái chữ e sa quá, sa ma nhá a hô xí e sa ba nhá tí, chứ không phải là anh nhá ba nhá tí. Có nghĩa là này, cái tỳ kheo núi y xí lý này ngày xưa cũng tên gọi là như vậy, bây giờ chế định cũng tên gọi là như vậy. Cái đó ngài mới lấy làm tiền đề tại sao gọi Isigiri. Chứ nếu như mà ngày xưa mà đặt tên khác, tên Isigiri mà bây giờ đổi thành tên khác thì chắc có lẽ không có bài kinh này. Đó là cái nội dung. Và thưa quý vị, ở đây cũng nhắc thêm cho cô Nhật Quỳnh chú ý. Hôm nay bài kinh này tiếng Pali rất là nhiều, nhất là qua đến cái bài đoạn 560 tuyên danh và tán thán đó, thì Đức Phật nêu lên một bài kệ dài. Trong cái bài kệ dài này thì tiếng Pali nhiều quá, do đó nếu cô Nhật Quỳnh thấy rằng là cô đọc bài văn xuôi cho đến bài kệ mà cô thấy trở ngại chút thì cô có thể lên tiếng lúc đó sự đọc dùm cho cái bài kệ, cho bài kinh này trước khi giờ ồ về tối qua xa thú. Vậy bây giờ mời cô đọc chánh kinh rồi sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền giảng sư và hôm nay thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã dẫn học ngày hôm nay và có lời giảng dạy cho con đọc bài, và con là tri ân ngài, con nghe ngài quá rồi, con rất là tri ân ngài. Dạ, nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn 116 kinh Thông Tiên Isigiri số 8, những ẩn sĩ giác ngộ khả kính. Sigiri là tên một ngọn núi trong rặng núi bao chung quanh thành Rajagaha vương xá. Isigiri có nghĩa là nuốt những mật ẩn sĩ, nên bản chữ Hán dịch là thông tiên. Chữ thông ở đây nghĩa là nuốt trọng. Đức Thế Tôn đã kể lại nguyên do ngọn núi có tiên là Isigiri. Từ thuở rất xa xưa, dân chúng ở đây từng nhìn thấy nhiều vị Phật độc giác đi vào rồi thời không được thấy nữa. Nhân dịp này, Đức Phật cũng nêu lên danh tánh của một số chư Phật độc giác và nói lên lời tán thán cho câu Phật ngôn sau cùng của kinh này, nên Tích Lăng Kinh Thông Tiên được trì tụng như một bài kinh cầu an. 558. Không phải tự nhiên mà Đức Phật đề cập đến tên các đỉnh núi. Miền Trung Ấn, châu thổ sông Hằng không những có liên quan tới nhiều vị chánh đẳng giác trong quá khứ, mà còn là nơi rừng, nơi từng xuất hiện chư vị Bích Chi Phật, Bách Chê Cá, Bích Thá. Địa danh Isigiri bắt nguồn từ câu chuyện của các ngài. Kinh
văn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha vườn xá trên núi Isigiri thường tiền. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Quê Phá Rá phủ trọng này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Quê Phá Rá này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Manh Đá Quá bạch thiện này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Manh Đá Quá này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Quê Quýt Ra Quảng Phổ này không? Chưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Quê Quýt Lá này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Gyecha Cù Tán linh thú này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Gyecha Cù Tán này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Isigiri thông tiên này không? Chưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng của núi Isigiri, một tên gọi khác. Thời xưa, này các tỷ kheo, có 500 vị độc giác Phật sống trong một thời gian khá dài trong núi Isigiri này. Những vị ấy được thấy đi vào trong ngọn núi này, nhưng khi đi vào rồi thời không được thấy nữa. Bừng chúng thấy vậy nói như sau: ngọn núi này nuốt những ẩn sĩ ấy, Isigiri, nên được danh xưng là Isigiri. 559 danh tánh những bậc đại sĩ độc giác Phật. Giới Phật nhãn vô thường, bậc đạo sư không chỉ biết rõ về danh tánh của những bậc đại sĩ thầm lặng, mà còn biết được cảnh giới đắc chứng của những vị đó. Kinh văn: này các tỳ kheo, ta sẽ kể tên các vị độc giác Phật. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết giảng tên các vị giác Phật. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa văn, bạch Thế Tôn. Kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Aditha A Lợi Xá, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Upaditha Bà Lợi Xá, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Pagara Sihi, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Yasasi, này các tỳ kheo, là tên độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Sudassana thiện kiến, này các tỳ kheo, là vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Vijayadasi, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Gandhara, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu trong ngày, đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Pindola, này các tỳ kheo, là tên vị Phật độc giác đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Upasapha, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Ni Thá, này các tỳ kheo, là tên độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Tá Thá,
Này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Sotawa, này các tỳ kheo, là tên độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Pawi, này các tỳ kheo, là tên độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. 560 tuyên danh và tán thán. Đức Phật toàn giác với trình độ tu tập và chứng ngộ cao hơn chư vị độc giác, nhưng không phải vì vậy mà không có lời tán thán. Kinh văn: chư hữu tình tinh hoa, không khổ không tham ái, riêng tự mình chứng đắc chánh đẳng giác vô thượng, chư vị thượng thắng nhân, vượt ngoài mũi tên bắn, hại lẫm tai nghe kỳ, ta sẽ sướng danh hiệu. A đích tháng, U ba đích tháng, Ta ra, Si phí, Gia sát si, Su đa sa na, Phật, Bi gia đa si, Danh tha ra, Kinh đô la, U ba sa phá, Nì tha, Ta tha, Su ta qua, Hà vi ta ta, Sum phá, Su phá, Mê thu la, Athana, Thasume khá, Ani khá, Sudha, chư vị độc giác Phật động từ nguồn tái sanh, Hinh Vu và Hinh Giá, chư vị đại uy lực, hai ẩn sĩ, cha lý, rồi đến Athaka, Đức Phật Cô Sa Lá, tiếp đến Subahu, Ngài U Bá Nê Mí, cả ngài Nê Mí này, ngài Santa Chích Tá, các ngài bậc chân thực sống như chân ly trần, cũng là bậc hiền kiết. Ca lá U Bắc Ca lá Vi Chí Tá, Chí Tá Anh Gá, Bành Gá và Vô Tích Chí Tá, Ma Xí bỏ chấp thủ căn rễ của khổ đau. Abba-ra-chi-ta đánh bại ma quân lực. Santha-ba-va-tha Rapha-n-ga Lô-ma-hang-sa Uch-chan-ga-ma-ya Asita-a-na-sa-wa Mano-ma-ya đoạn trừ được nạn. Và Ban-thu-na Adi-thi-mut-ta Vô Câu Ế và Kê Tu Ma, Kê Tùm Bà Ra Gá và Ma Tân Gá A Ri Gá. Không sai. Ma Tân A Ri Gá Ách Chú Tá, Ách Chú Tá Gà Ná Gà Má Cá Sư Mà Gà Lá Đất Bí Lá Sư Bá Tích Thí Tá A Sa Há Khề mà bi ra tá và sơ ra tá. Đu nàn đá giá. Đu ràn ná giá. Xăm khá rồi đến út cha giá. Rồi đến ẩn sĩ. Say giá. Với can đảm phi tường. A nàn đá. Nàn đá. U văn nàn đá. Tất cả là 12. Hà ròa. Phà ra đòa chá, thọ trì thân cuối cùng, bồ thí, ma hà nà má, kể cả. Phà đòa, phà đòa ra. Phà ra đòa, thượng thắng, có chớp tóc và đẹp trai. Tích xá, u bá tích xá, u bá si đá rí, đã đoạn trừ mũ kiết sử. Và si đá rí, đã đoạn trừ tham ái. Đức Phật tên Mangala với tham được đoạn trừ, Usapha đã cắt lưới khổ căn. Upanita vị chứng an tịnh đạo. Uphosatha Ubosatha Sundara Satchanama Cheta Chayanta Paduma Upala và Padumuttara Rakhita và
Bát-tá Mà-nát-thát-thá Sô-phí-tá Quy-tá-ra-gá và Đức Phật Càn-há với tâm được giải thoát. Vị này vị khác là những bậc độc giác, những bậc đại uy lực đã đoạn nguồn thể sanh. Hãy đảnh lễ chư Phật đại ẩn sĩ vô lượng đã thắng mọi chiến trận, đã đạt bát niết bàn. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng hôm nay. Dạ, con kính nhân Minh Đinh Sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, Di Đà Thú Vị, Di Đà Phật Đạt. Cảm ơn cô Minh Quỳnh, cảm ơn tất cả đại chúng. Và chúng con thành kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Đức Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tuệ Tri, Sư Quang Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Con chào đến quý vị tăng lữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavanta. Apiwade Miswakato Phakkhavata Thammo Thammang Namasa Visupatipanno Phakkhavato Savakasangho Sakkhanamami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Bây giờ quay được Tam Bảo hàng do hội định chư tôn đức tăng chúng tôi nguyện cùng chư Phật tử cũng được an lạc trong chánh pháp và ngũ tha giác. Vậy kính bình với ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về kinh Thu Thiên Isigiri số 8. Như chúng ta đã được nghe cái sự dẫn nhập của Sư Phụ Thầy Siêu, và chúng ta nghe được đọc qua kinh văn của Cô Nhật Quỳnh, thì chúng ta mới thấy chỉ nói về các vị Phật độc giác, cũng như có một bài kệ, từng bài kệ đó là nói lên từng cái sự chứng đắc của các vị độc giác. Thì các vị độc giác chứng đắc thì được, thì có thể nói rằng là sự chứng đắc thì diệt tận phiền não. Ở đó thì dầu cho dập tắt hay động tận, hay là chấm dứt nguồn tái sanh, đạt đến cái niết bàn bằng những cách này cách nọ, nói chung là đoạn trừ phiền não, thì tùy một vị nào dầu cho lực vượt ngoài cái mũi tên bắn, hay là các vị đó không còn bị chướng ngại vân vân, thì tất cả những cái điều đó thì nói lên một cái giá trị của Phật là một sự tuyệt đối. Ở trong Phật pháp của chúng ta thì nó có ba cái hạng Phật. Sama Sambuddhassa tức là Phật chánh đẳng chánh giác, Bát Chi Ca Bố Thá là độc giác, và Savaka Bố Thá tức là Phật thinh văn giác. Trên tinh thần kinh điển thì chúng ta thấy đã nói lên và giảng lên trước lên ba cái hạng Phật này. Ba hạng Phật này nói cho ta nghe cái giá trị tu chứng của từng hạng Phật. Mặc hạnh của Phật độc giác, ngài cũng có một điều là ngài cũng tự mình giác ngộ lý tứ đế, chúng ta nhớ như vậy. Nhưng này có một điều á là ngài không như các bậc chánh đẳng chánh giác là ngài đem ra giáo hóa. Có thể nói rằng một bậc mà tự mình giác ngộ thì kính thưa quý vị, chính các ngài có một cái mật hạnh độc tu, độc chứng. Nhưng khi ai có thể hỏi ngài, ngài có thể nói, chứ không phải là ngài không có thuyết giảng. Nhưng khi ai hỏi ngài cũng nói rằng, và nói về cái mật hạnh của vị Phật toàn giác thì đặc biệt rồi. Thì cũng như là chúng ta nhớ là cái núi mà Isigiri gọi là thôn tiên, thì các năm trăm vị Phật đồng giác đi vào không thể đi ra. Và kể từ đó một cái núi này cũng là cái núi huyền thoại, không có đổi tên, không có thay tên đổi nghĩa nữa, mà chỉ là giữ vững từ xưa cho tới hôm nay của Isigiri. Có thể nói rằng Đức Phật ngài
thích đến cái kinh thu tiên này cũng nói lên một cái giá trị bất chi cam bút tá độc giác Phật, mà có thể nói rằng trong kinh văn chúng ta đọc rất ít lần chúng ta mới nghe. Có một cái quyển mà cũng là độc giác Phật đó, có nghĩa là độc truyền của các vị Phật, các vị Phật độc giác thì cũng rất là nhiều. Có thể như chúng ta thấy cùng một lúc mà có 500 vị độc giác cũng xuất hiện, các ngài cũng tự mình giác ngộ hết, không ai chỉ không ai bảo cả. Rồi chúng ta biết là rồi các ngài cũng đơn đã cũng coi như là tu ở những cái nơi mà nó xa xôi, thì có thể nói rằng là cái mật hạnh của các ngài là như thế. Và thế là cái núi này là cái núi chúng ta gọi như là cái núi liền tội như đó. Cái Sigiri này, nơi đó nó là một thánh địa, mà chính trong kinh văn của nó chứ không phải là một điều mà chúng ta biết là đơn giản. Về pháp độ tu chứng, bạn đến Upaparami, tức là bậc đức bậc bậc trên, mà chúng ta gọi Upaparami đó, tức là 20 pháp độ tu tập đến bờ trên, không bằng chứ không bằng Đức Phật Tổ Giác thôi, trên bậc Thinh Văn Giác. Chúng ta nhớ một rõ như vậy. Về các mặt hạnh của bậc Tổ Giác, chúng ta nhớ rằng ngài có những phước báo đặc biệt hết sức là to lớn mới trở thành một vị Phật như thế, chứ không bao giờ có cái sự song hành giữa cái thời mà Phật chánh đẳng chánh giác ra đời mà một chúng sinh duy nhất, mà chỉ có một con người duy nhất, một con người phi thường, cho nên không có hai được, không có đối phần, không có đối xứng. Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đó chính là Đức Thế Tôn Bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác hiện tại thế gian giải điều người trưởng phu thiên nhân sư Phật Đà Thị Tôn. Sự xuất hiện của người đấy là một sự xuất hiện có một không hai, không có đối phần, không có đối xứng. Chư Phật Tổng Giác ngược lại, chư Phật Tổng Giác thì đại uy lực rất là to lớn, chỉ không bằng cái Đức Phật Tổng Giác thôi, hơn toàn bộ, ngay cả Ashoka thường thủ thiên văn của Phật, cái này cũng trên một bậc. Thì chúng ta thấy nói như vậy là một sự đặc biệt đối với các bậc tôn giác. Cho nên vì vậy chúng sinh đó, chúng sinh nào vô tình mà chúng ta cúng dường đến cho Phật, chúng ta vô tình chúng ta cũng đó là một vị Phật tôn giác, thì chúng ta cũng vô lượng công đức. Ngược lại, nếu chúng ta vô tình mà chúng ta phỉ báng, người vô tình chúng ta xem thường hay có lời nói ác xấu, thì chúng ta tội lỗi vô ngàn, mà không thể nào mà có thể nói là chuộc mua lại được. Cho nên chúng ta biết, nếu chúng ta có một cái, bởi vì chúng ta cần phải tạo một cái nghiệp duyên, những cái thiện sự, chúng ta nhìn một cái hình bóng của Phật Đà, nhìn một hình bóng của người tu, chúng ta khởi sanh lên cái thiện tâm, nó sẽ tạo cho ta nhiều cái phước lành ở hiện tại này cũng như ở trong tương lai. Cái hình bóng đó chúng ta mang vào lòng, phước báo vô lượng công đức. Tức là chúng ta vì một cái tư hiềm, vì một cái bực bội, vì một cái khó chịu mà chúng ta nhìn cái hình thức của người tu, chúng ta cảm thấy bực bội, thì cái đó cũng là cái duyên nghiệp ở trong quá khứ, ở trong hiện tại chúng ta phải bị nhiều cái quá khổ, và khi ta sái sanh ở đời sau chúng ta lại càng khổ nhiều hơn nữa,
đau khổ nhiều hơn nữa. Còn một điều khi gặp đó là một vị Phật, nhưng chúng ta thiếu duyên, thiếu phước, cho nên chúng ta không có khởi lên những thiện tâm, không có khởi lên một cái sự cung kính, một cái sự tôn trọng. Ở đây chúng ta muốn nói là chúng ta nhìn, chúng ta hãy gắn hình bóng Phật ở trong lòng mình. Hình bóng Phật đây, bởi vì chúng ta tăng thay cái hình bóng của Phật, đắp lên mình cái hình bóng của Phật, thì dù cho nó có lòng cái chuyện gì thì chúng ta cũng nhớ là cái chuyện đó là chuyện của ta, để chúng ta nuôi dưỡng cái thiện tâm. Nhiều khi mình có sự bực bội, mình có sự khó chịu, nhưng chúng ta cảm thấy rằng cái đó là cái chuyện của tăng, chứ không phải là chúng. Nhiều khi chúng ta khởi lên một cái sự hiềm thị, một cái sự bực bội, một sự khó chịu, xem chừng chúng ta đã tạo một cái điều nguy hiểm vô cùng to lớn. Mà nếu như cái đó là tăng, một hình bóng của tăng, chứ nó chỉ là đại tăng hay hoặc là của cái chuyện tăng đã giao tăng đã hiệp nhất, và chúng ta thấy một sự phá hòa hợp tăng hay cái chia rẽ, hay là một sự hiềm thị, một sự bực bội, một sự khó chịu mà vô tình chúng ta phạm, thì kính thưa quý vị, nguy hiểm vô cùng, vô cùng. Chúng ta khởi sanh lên bằng những cái sự phân kỳ phân ly ở trong lòng ta, bằng những cái tâm tư thương ghét, bằng những cái tâm tư thiếu hiểu biết, thì tất cả chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ bị thua thiệt. Cho nên vì vậy, trên tinh thần Phật pháp á, chúng ta thấy đối với các bậc tôn Phật, các Phật độc giác á, có nhiều vị Phật không có được những cái phước tướng mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Có đôi khi các ngài vì những cái điểm gì dị tật, hay hoặc là bị những cái bệnh mà nó cũng nan y và mất đi hình tướng vân vân, thì chúng ta lại xem thường hay chúng ta phỉ báng. Có những vị Phật độc giác, người ta là Phật độc giác đó, nhưng mà do cái nghiệp quá khứ mà các ngài bây giờ vẫn mang một cái hình, một cái khi mà trả quả vẫn bị một cái hình thức về khuyết điểm của tứ chi, hay hoặc là bị những cái hình thái mà nó không đẹp vân vân, về cái hình thức. Chỉ có một vị Phật toàn giác thôi, ngày 32 tấm tứ tốt tăng mới về đạt một cái giá trị tốt đẹp mà hoàn toàn. Và một điều đẹp đẽ nữa chính là vị chứng minh thanh vương, do cái phước duyên nó như thế. Còn ngoài ra tất cả chúng sinh khác tuy là thành thánh, thành Phật, nhưng các ngài cũng vẫn phải chịu những cái dị điểm, dị tật của chính mình, chứ không phải là không. Nói như vậy, như kính thưa quý vị, đối với các vị này, ai đảnh lễ, ai cúng dường, ai tôn sinh, ai chấp tay, ai lễ bái, sẽ vô lượng công đức, vô lượng công đức. Bởi làm như vậy, như chúng tôi vừa nói, chúng ta tạo cái thiện tâm như thế, thì đó chính là cái thiện tâm này, nó mang theo bên mình ta. Và dù bất cứ hoàn cảnh nào, khi chúng ta thấy hình bóng đó, khi chúng ta nghe cái lời thuyết giảng đó, bởi vì chúng ta phải học Phật pháp, chúng ta hiểu Phật pháp, chúng ta thực nghiệm được Phật pháp, thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả tốt đẹp. Và cái quá trình tu chứng của các Phật độc giác, nó cũng khởi lên nhiều cái nguyên nhân. Các ngài tu, có những vị tu chứng đắc bằng những cái nguyên nhân đang thọ hưởng những cái dục lạc, nhìn thấy và cái sự tu quán của các ngài
nó khởi sinh lên và cái này từ bỏ, và cái này đi vào được cái thầy tu. Hay hoặc là nhìn một cái bằng một cái thấy những cái hình trạng của cuộc đời. Như thường chúng ta nói ví dụ như là bèo phọc mây tan, rồi những cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, cái hiện tượng, cái tướng vô thường của não vô ngã đó mà các ngài có thể suy quán được và các ngài quan sát được cái ngũ uẩn này, cái sự hiệp hội, cái sự giả tạo của sắc thọ tưởng hành và thức uẩn, nó là một đống một khối chứa đựng cho cái sự tham ái, cho toàn bộ các cái khổ đau sinh tử trên cuộc đời này, là các ngài kính hài và các ngài ra đi. Tất nhiên là các bài tiếng ngôn một sự và bài tiếng ngôn một sự cũng là nói lên một cái giai trò của một cái hay là một vị như là vị tiếng ngôn, một vị tất động, một cái sự lẻ loi. Vì thấy cảnh trần đau khổ, thật như tê giác một mình ra đi. Thì có thể nói rằng Đức Phật độc giác là một điều hết sức đặc biệt, hiếm có, hiếm thấy trong cuộc đời này. Với cái thời Phật Pháp, khi còn cái bóng của chư Phật độc giác, chúng sinh cũng còn thấy đó, cũng còn có thể cúng dường đó, thì còn những cái thiện tâm khởi sinh lên trong lòng. Còn nếu như không có Đức Phật toàn giác và cũng không có Phật độc giác xuất hiện, sự tâm tư của chúng sinh bị phiền não nó chi phối, tất cả những hình tướng, tất cả những hình trạng để ta thiện tâm khởi sinh lên, nó rất là hiếm, nó rất là khó. Cho nên vì vậy hình bóng tâm già ngày nào còn thì ngày đó cánh lửa của Phật Pháp nó vẫn còn. Còn ngày nào hình bóng đó mà nó không còn xuất hiện nữa thì chúng ta biết đó là ánh đạo đã lụi tàn. Ánh đạo đã lụi tàn so với cái thời gian của vị Phật, của Phật toàn giác. Và sau cái ngày viết tịch còn truyền thừa lại đối với các vị thánh văn giác hay là tăng đoàn nói tiếp, đến một lúc nào đó mà chúng ta gọi là cái thời mạt pháp và cái thời không còn tăng đoàn xuất hiện nữa, thì thời gian đó xem như là cái thời mà chúng ta gọi là mạt pháp, và trải qua một thời gian gian dài rồi sau đó sẽ có những vị Phật độc giác xuất hiện. Và như thế thì chúng ta thấy chúng ta thật sự là hữu duyên, thật sự là hữu phúc khi chúng ta được đảnh lễ, khi chúng ta được cúng dường. Chúng ta biết một người được đảnh lễ, được cúng dường thì người đó phước báo vô lượng công đức. Vô lượng công đức. Cái sự tốt tập của tất cả chúng ta chúng ta thấy tự mình giác ngộ là các ngài đã trải qua pháp độ vô lượng kiếp, chứ không phải là một con số người, người ta tự nghiệm ra, người ta tự suy ra rồi người ta nói người ta tự giác tự hiểu cái chuyện đó. Ngày hôm nay cũng có một số người tự xưng nói rồi tôi không có thầy nào cả, tôi cũng chả học cái kinh điển nào cả, nhưng tôi thấy cuộc đời nó như thế này, cuộc đời như thế nọ, và thế là tôi đi tu.
Thì Kinh Thức Quyền nói như vậy là chúng ta biết là họ muốn tỏ giá ra họ như là một con người độc giác. Họ muốn con người mà tự mình có như là dịch tìm ra được chân lý, cái ánh sáng chân lý. Nhưng sự thật họ nói như vậy nó cũng sai. Họ đã từng nghe, họ đã từng thấy hình bóng của Phật. Bây giờ chẳng qua là họ không chuyên học, họ không chuyên tu như người ta. Vì họ tự động họ tu. Thì quả thật tội nghiệp cho những người này biết cái gì mà tu. Giờ nếu là không một giá trị của cái bậc mà là tự mình chứng ngộ, tự mình hiểu biết chân lý, thì quả thật chúng ta không hiểu được một cái gì đâu. Tất cả những gì chúng ta đã được nghe, đã được học đây là những lời dạy của Đức Phật. Từ kiếp ngôn khẩu từ của chính Ngài thuyết giáo, từ nên kiếp ngôn khẩu từ của Ngài đã thực chứng và đem ra ban rải cho tất cả muôn loài được thấm nhuần diệu ngôn của chính Ngài đã đắc chứng. Cũng như con người của chúng ta nó có một cái, nó có một cái điều mà rất là lạ mà chúng ta không biết. Chúng ta nói ở thí dụ như người ta nói ở ngày hôm nay chúng ta có kêu chức là kêu đời đó, họ thấy cái đậu lương chứ không theo đạo Phật, không theo đạo Chúa, không theo đạo nào cả, mà theo đậu lương. Nhưng thế nào là đậu lương? Rồi khi mà người thân họ mất đi cũng phải nhờ sư, nhờ thầy tới đây tụng niệm. Chúng ta nhớ nha, cái đạo họ cho đậu lương tức là họ có người họ ăn hiền, ở làm sống tốt, là một người lương thiện và sống có cái lương tri, con người có cái lương tâm, sống tốt là họ cho vậy là họ là đạo lương. Nhưng kính thưa quý vị, hồn của họ đó, cái thiện ác của chính họ khởi sanh trong lòng, họ thấy họ cứ khởi lên cái từ bi ở trong lòng họ thì cũng thấm nhuần, cũng được nghe xuyên qua những câu chuyện, xuyên qua những cái kịch nghệ hay hoặc là lời ca tiếng hát gì đó, để lồng ghép vô lý giáo lý Phật Đà vào trong đó. Thì cuối cùng khi mà họ chết cũng không coi như là có thầy có sư để tiện để đưa, để họ không phải đổi xứ, không phải sanh vào cái ác đạo, không tính như vậy, hay là đưa họ về cái cõi của Phật. Nhưng được khi mà hỏi thì họ nói là họ chỉ là đạo lương. Cho nên cái mà chúng ta biết là nó cũng tinh thần đứng lên cái nhìn mà chúng ta gọi là cái nhìn đơn giản, thì họ cũng là những người theo Phật đấy chứ. Mà có điều đặc biệt nữa là nếu như mà họ chết á, hay gia đình nào mà có người chết á mà không có thầy có sư tụng thì gia đình này rất là thất đức, gia đình này thật sự là thiếu phước. Cho nên có một giai đoạn ở ngoài Bắc không có một số sư thầy rất là hiếm. Khi một cái làng, một cái xóm, một cái xã như vậy không có, phải cầu, phải nhờ, phải khẩn, phải bái, phải van các sư, các thầy ở chỗ xa đến để làm lễ cho người thân của mình. Thế như vậy đó nha. Thì như được họ người ta nói rằng họ vậy chứ, người ta không là người của đạo, người ta không có chấp nhận cái đạo, bởi vì người ta cho rằng Phật họ là cái người của cái đạo thì họ phải quy y, họ phải chấp trì cái điều này, họ chấp cái lệ nọ, thì quả thật họ chưa có hiểu biết một cách hoàn toàn, họ chỉ suy nghĩ là thế. Cho nên vì vậy chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Một hình bóng của Đức Phật có mặt và xuất hiện trên cuộc đời này, mà Đức Phật này ví dụ như là hình bóng của Tăng
tức là Punya Khetam Lokasati, tức là đủ phước cho trời người lễ bái cúng dường. Cái đủ phước đó mà chúng ta thấy đã được chư Phật trong quá khứ xác lập, được Phật hiện tại cũng xác lập như vậy. Và hình bóng đó, chư Phật tương lai thì cũng xác lập như thế. Và cái đủ phước đó tượng trưng cho cuộc đạo bổ quả và một kiếp bạc. Cái hình bóng đó cũng là hình bóng của đủ cuộc đạo bổ quả và một kiếp bạc, chứ không phải là một chuyện tầm thường, một chuyện bình thường đâu. Dù cho người ấy đang chỉ là hình thức xuất gia, nhưng người ấy cũng đã đeo mang cái hình bóng của Phật. Mà khi hình bóng của Phật còn len lỏi thì nó sẽ đánh thức những cái niềm tin nhiều khi còn chìm trong trong quên lãng. Bởi vì một hình bóng đó có một bình bác trong làng, ở thôn nghèo sống mong, sẽ đánh động được, sẽ khơi dậy được những cái niềm tin, những cái sự bố thí làm việc thiện của những người dân nghèo, của những người bình dân, của những người dân nghèo. Đó cũng là một vô lượng công đức của chính họ mà chúng ta gọi là, thường các vị đang gọi là hóa duyên. Hóa tức là hóa chuyện cái duyên, cái duyên nghiệp của người, là hóa chuyện để họ đặt bát hoặc cúng dường đó, hóa chuyện cho những cái thiện duyên của chính họ nó được tốt. Thì như thế chúng ta mới thấy trong cuộc đời này cái sự xuất hiện của hình bóng Phật hay là kế thừa tục diệm truyền đăng đó, tục diệm mà truyền đăng đó là một điều hết sức là cao cả, để ban rãi, để rọi sáng cho cuộc đời. Ngày nào đứng cho hình bóng phóng bóng, hình bóng của Phật Đà, thì ngày đó xem như là tâm tư của chúng sinh đã bất ổn. Như chúng ta thấy ngày xưa người ta cũng còn nghĩ tới một chút Phật gọi là nhân quả, hay chút Phật gọi là cái nhân cách con người. Nhưng cuộc sống ngày hôm nay của thế giới vật chất, thì họ nghĩ rằng họ có tiền, họ có điều kiện vật chất, họ có nền y học, họ có nền khoa học nó tốt, thì họ cho rằng họ như ông trời con. Nhưng chúng ta thấy chúng ta sẽ bất lực trước cái gì? Trước cái bệnh, trước cái tử và trước cái già. Khoa học tốt lắm, rất tốt. Có thể trị liệu, có thể mổ xẻ, có thể ghép, có thể thay. Thay tim, thay gan, thay đủ thứ. Nhưng cái sự sống con người không thể thay đổi, sự chết con người không thể thay đổi. Nếu như người đó bị một bệnh dịch chết thì là xem như là bỏ tay, và cũng không có thể có một thứ thuốc mà trường sanh bất lão được. Và bây giờ cả thế giới đang bất lực trước nạn dịch Covid, khoa học cũng phải đứng đó luôn. Bây giờ mới tìm ra một cái phương án để trị liệu Covid này, thì con Covid sau nó xuất hiện nó lại càng thâm hậu hơn con Covid trước. Có thể mấy chục lần thì cái khả năng mà nó lây nhiễm như vậy, thì không biết ở đây nói cái gì. Tất cả chúng ta thấy bất lực trước cái gì? Trước cái nghiệp của chúng sinh.
mà cái nghiệp của chúng sinh, cái nghiệp bệnh dịch bệnh nạn này thì do tự tâm của chúng ta tạo nên, nó hại cho ta thôi. Rồi cũng không có một phương thuốc nào có thể điều trị được. Rồi đến một lúc khi cái nghiệp duyên đó nó không còn nữa thì cái nạn dịch đó nó sẽ chấm dứt. Chiều này chúng ta xem báo, người ta nói rằng nếu như cái tình hình kiểu này thì đến cuối năm có thể Việt Nam có thể trận được một phần, nhưng điều mà có thể nói rằng là chấm dứt tuyệt đối thì điều đó cũng phải xét lại. Dĩ nhiên có thể nói rằng Việt Nam là một trong những nước mà có nên là thắt chặt và kiểm soát chặt chẽ, nó còn tùy theo cái nghiệp duyên đó. Thế đây muốn nói rằng cái nghiệp của chúng sinh không thể nào chúng ta cản được nữa. Cho nên vì vậy mỗi con người cần phải tạo những cái thiện tâm của chính mình. Như chúng tôi đã nói đó, để nhìn cái hình bóng thiện, nhìn hình bóng đẹp, nhìn hình bóng Phật, chúng ta biết nhớ, biết tưởng nhớ tới Phật. Và chúng ta làm các công đức, làm các thiện sự để mang lại cái an lạc, cái kết quả cho chính mình. Còn sự sống cái chết, sự sống và cái bệnh hoạn, đó là một điều. Nếu đó là cái kiện thì chúng ta cũng khỏi, không thể tránh được. Dĩ nhiên trong tinh thần Phật pháp không phải đổ thừa gì nghiệp, những phiền não, có những điều đau khổ phải do tránh né, phải do phòng hộ, phải do kham nhẫn, phải do tu tập thì chúng ta mới chấm dứt được, mới đổ trừ được. Thưa kính thưa quý vị, hôm nay là bài học nói về cái mật hạnh, cái điều đặc biệt của các vị tuần, của các vị độc giác ở núi, xin lỗi, ở cái núi Isigiri, mà các ngài đi vào mà không đi ra, năm trăm vị làm cho dân chúng họ cho rằng như là cái núi nó rút tỉnh. Các vị Phật đồng giác thì như hồi nãy sư thầy sư đã đọc ở trong kinh dạy nói, các ngài không xuất hiện đi trở ra như các ngài dùng thần tông để đi khất thực, đi vào và về, đi khất thực và trở về thì cũng dùng thần thông để có cái sự nuôi sống, chứ các ngài không phải vô trống rồi bị nuốt chết, có chuyện đó. Mà cái mật hạnh của ngài là sống như vậy, đơn độc như vậy ở trong núi đó, chứ không phải là sống vì mỗi người ở mỗi nơi, mỗi người ở mỗi chỗ. Cái cách của chư Phật Độc Giác đã là độc mạc như tế ngũ mạc, một mình đơn độc ở một khoảng thời gian đó, chứ không chung đụng, không có nhìn, không có thấy, không có sinh hoạt cùng, sinh hoạt chung. Đó là độc giác, và cũng cách sống của ngài cũng cách sống đơn độc, ở sâu, ở xa cái hội chúng, ở xa người thứ hai. Thì chúng ta thấy cái mặt hạnh của ngài là lớn lao, cái phước của ngài là cao cả, chứ không phải là chuyện tầm thường. Và dĩ nhiên cái mặt hạnh tu tập như thế thì kết quả nó cũng phải là hết sức là ghê gớm. Và cái hôm nay cũng là một mặt để xưng tôn cái giá trị của chư Phật Độc Giác, mà nếu chúng ta hiểu được, đọc được cái kinh văn đó, nghe được và thấm nhận được cái kinh văn mà gọi là Phật Độc Giác, thì chúng ta mới thấy một cái điều mà hết sức đặc biệt, một cái điều hết sức đặc biệt tốt đẹp, nó không phải dễ dàng mà chúng ta có thể hiểu biết một cách như chân như thật được.
có đọc được một chỗ. Cái chữ Pachekabuttas nó cũng được, nó cũng được hàm chứa rất nhiều. Pachekabuttas Brahma thì nó có phẩm chất nó như là một Bà La Môn. Cái chữ Pachekabuttas là nói lên một cái hạng Phật. Mà tự mình đơn độc, cá nhân, tách biệt hay riêng biệt, đó là cái chữ tách chia cá nó là như vậy. Cái tính của các ngài là tự mình giác ngộ, không có đạo sư. Nếu chúng ta đọc trong cho tất cả đó thì chúng ta mới thấy được nhiều. Chứ Phật độc giác, chứ ngài chứng đắc với nhiều cái cái cảnh tượng để đưa đến, nhưng cũng phát triển thiền quán và chứng đắc. Cho nên vì vậy, chư Phật tồn giác là điều đặc biệt rồi. Những cái người điều đặc biệt thứ hai là bất chê cả bất tạp là một điều đặc biệt. Để tự mình đó, tự mình đạt, tự mình chứng đạt, tự mình chứng ngộ giáo lý mà không có thể chỉ dạy. Đó là một cái Phật độc giác. Cái nghĩa của độc giác đó chính là cá nhân hay cái sự tách biệt, chúng ta nhớ như vậy, cái sự riêng biệt. Dạ, thì đấy là một cách tu tập mà chúng ta nghĩ nhiều khi đó. Cái tính tình con người cũng như là như thế, thích một mình làm, một mình tư duy, một mình suy nghĩ, nói một mình, nói với mình, suy nghĩ với mình và tu tập với mình và thành tựu với mình là như thế. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay bài kinh Thông Điên Isikili, trong cái bài kinh hôm nay mà Đức Phật đã nói cả cái sự xác chứng cái nối Isikili này là từ xa xưa cho tới hôm nay vẫn không thay đổi, khác hơn những cái núi khác ở gần đây cho các hát, như là Vít Chắc Khu Tá, núi Linh Thú, ngay cả cũng đã có hai tên, chỉ có Ý Sĩ Ghi Lý là không có, có thay đổi từ xưa cho tới hôm nay cũng là vậy. Dạ, thì xin có đôi điều trình bày qua cái bài kinh Ý Sĩ Ghi Lý Thông Tiên là như vậy, chắc chắn rằng chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Đức Tăng mỗi ngày thảo luận và quý ngài chỉ dạy thêm trong cái lời kinh, trong cái ý nghĩa của bài kinh này. Kính bạch Chư Tăng, chúng con có đôi điều trình bày với Phật với sự thảo luận và mở rộng của các ngài để bài học được tốt đẹp. Kính đề đất toàn thể quý vị, mong tất cả chúng ta được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Và kính dân Phật Phương Lạc được trời được thích, kính đại tiên mơ các vị chế tiên một địa chân pháp. Kính dân đến các bậc thầy tổ quý tổ, mong cho tất cả chúng sinh hiện tại được an lạc, được tấn hóa và cho nạn Covid chống đi qua. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Bà Gia, Nam mô Sẵn Tha Gia. Xin hỏi quý Phật tử có nghe được không vậy? Được, xin hỏi quý Phật tử nghe được không? Dạ vâng. Bạch Thượng Tọa, từ xưa không biết Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa nghe được không?
nếu thượng tọa thời siêu nghe được dạ. Và thượng tọa thời siêu một ở trong những cái đặc điểm của chư vị Phật độc giác là tự mình giác ngộ, không cần thầy chỉ dạy hay là không có sự khai thị của vị Phật toàn giác. Xin thượng tọa hoan hỷ trong một vài lời nói lên cái sự vĩ đại, nói lên cái tính chất rất là đặc thù của một người có thể tự mình giác ngộ trong cuộc đời này. Tại sao tự mình giác ngộ là một ở trong những cái một cái sự thành tựu mà thật sự không phải ai cũng có thể đạt được. Xin kính thưa thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch thầy Tùng Đức Tinh Thượng Hiền. Khi chúng ta nói đến cái quả vị độc giác bất triệt cái bất khả, thì chúng ta liên tưởng đến những vị mà kiếp trước được sinh ra trong cái thời kỳ không có giáo pháp của vị chánh đẳng chánh giác nào, rồi Đức Bồ Tát ấy chúng ta gọi như vậy là bởi vì tất cả những ai đã trao dồi pháp Ba La Mật với cái chiếc nguyện giải thoát, thì những chúng sanh đã được người vô thủy sát tá Bồ Tát. Bồ Tát Nam Bổ Túc Ba La Mật hay là Bồ Tát Kiếp Chót, thì ở đây chúng ta đang nói đến Bồ Tát độc giác ở Kiếp Chót. Mặc dù sinh ra trong cái thời kỳ không biết của vị chánh đẳng giác, và cũng không ai trong thế gian này làm đạo sư để thuyết pháp cho vị đó nghe, nhưng mà vị đó có một khả năng đặc biệt là suy nghĩ, và cách suy nghĩ của ngài đó, nó vượt khỏi cái sắc quan sát chinh ti, tức là vượt khỏi cái suy nghĩ của bậc chân nhân nữa. Bởi vì suy nghĩ của chân nhân tức là suy nghĩ không làm hại người, không làm hại mình, không làm hại cả hai. Nhưng cái suy nghĩ này suy nghĩ để thấu suốt cái chân lý tử đế, thấu suốt tầm tướng của vạn pháp, để chứng được quả vì A La Hán độc giác. Cái chữ A La Hán á, A La Hán tức là chỉ cho bậc Kina Sa Vu, là bậc lậu tận. Là chữ A La Hán nói chung. Ở đây có ba hạng A La Hán toàn giác như chúng ta
nói là Nam Mô Tát Sa Phật Vô Tô Arahato Sama Sambuddhasa hay là Arahang Sama Sambuddho Phật Vô. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Có nhiều người họ lạ lắm đấy quý vị, có lẽ là họ dốt. Cho nên ngoài miệng thì nói rằng đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh duy trì, nhưng mà một mặt khác họ phủ nhận, họ bài xích cái từ gọi là A-la-hán. Nghe cũng tức cười, bởi cái chữ A-la-hán là độc âm của chữ A-ra-hăng, mà chữ A-ra-hăng thì nghĩa dịch một trong những cái nghĩa dịch là ưng cúng. Cho nên nói Đức Thế Tôn ưng cúng chánh đương tri minh hạnh túc thiện thể thế dân giải vân vân, thì chữ ưng cúng đó là chữ A-ra-hăng, là A-la-hán. Cho nên ở đây thứ nhất là A-la-hán chánh đẳng giác, thứ hai là A-la-hán độc giác, A-ra-hán ba chê cái bút thô, thứ ba gọi là A-la-hán thinh văn. Bậc A-la-hán A-ra-hán Sa-va-tát Sa-va-tô Sa-va-tô Còn nếu mà chúng ta nói về cái hành trạng của vị A-la-hán độc giác đó, thì ở đây chúng ta cũng nên biết rằng các ngài là những vị mà trong vòng sanh tử luân hồi đã tạo được 20 pháp độ, 20 pháp la mật, có nghĩa là 10 pháp la mật bậc hạ và 10 pháp ba la mật bậc trung, cũng là bố thí trì giới, xuất ly. Cho nên khâm á ở đây chúng tôi xài chữ xuất ly chứ không phải là xuất gia. Xuất ly rồi trí tuệ tinh tấn nhẫn nại chân thật, chí nguyện tâm từ và hành sản. Nhưng mà hễ vị nào mà có cái hạnh ba la mật mà chỉ dám hy sinh tài sản vật ngoại thân, vật ngoại thân để hành pháp độ, thì như vậy gọi là pháp ba la mật bậc hạ. Vị nào dám hy sinh tất cả tứ chi và một phần thân thể của mình để bố thí trì giới, thì như vậy gọi là pháp ba la mật bậc trung. Vị nào dám hy sinh luôn cả cái sinh mạng này, không có thiết gì đối với sự sống này, mà dám hy sinh cả sinh mạng để thực hành pháp ba la mật bố thí trì giới, thì như vậy gọi là ba la mật bậc thượng. Thì chúng sinh nào mà có tâm nguyện sẽ trở thành độc giác, tức là A-la-hán độc giác, thì chúng sanh đó phải thực hành pháp độ vừa là bậc hạ và vừa tới bậc trung luôn. Như vậy 20 pháp độ. Cho nên cái ý chí của ngài rất là dũng mãnh và có đủ khả năng để tự mình với thắng trí giác ngộ niết bàn. Ở trong bài kinh Tây Du Mục Sừng cũng như trong chú giải của bài kinh này thì đề cập đến chư Phật đồng giác. Có nhiều vị
được mô tả. Đó là một vị vua. Nhưng mà khi đi dạo ngoài thượng nguyễn, thấy những con quạ nó đang rượt đuổi một con quạ khác, và con quạ khác đó nó đang tha một cái mảng thịt, không biết là nó cướp từ ở chợ hay ở đâu đó. Thì khi mà nó cướp được miếng mồi của miếng thịt, nó bay đi thì những con quạ khác đuổi theo để mà tranh giành cái miếng thịt đó. Và kết quả là con quạ kia nó bị mổ, bị đánh tơi bời, phải nhả miếng thịt đó ra rồi chạy đi, bay đi. Rồi khi miếng thịt nó bị rơi ra, rơi xuống thì con quạ nào đớp ngay cái miếng thịt đó thì tiếp tục bị cái con, bị cắt cái con quạ khác rơi theo con này. Cứ như thế đó mà miếng thịt thay nó bị đổ chủ liên tục. Thì khi nhìn thấy cái cảnh đó thì đức vua nhận ra một điều: cái miếng mồi danh lợi khi ngài ở cái ngai vàng thì không biết có bao nhiêu người đang chừng hờ để mà nổi loạn và cướp lấy, giành giật cái ngai vàng. Như vậy lúc nào cũng sống trong cái sự lo sợ. Nếu bỏ nó đi thì sẽ sống an ổn. Từ khi mà miên man suy nghĩ như vậy thì vị đó hiểu ra một điều: tất cả là vô thường, khổ và vô ngã. Vì đó chứng quả độc giác. Vì đó chú nguyện có y bát ở trên thân thay cho hoàng bào, và sau đó ngài lặng lẽ bỏ đi để về núi mà cư ngụ, nơi đó cho đời sống của một cái vị ẩn sĩ giác ngộ. Rồi có những vị khác, những vị thí dụ như cũng là vua, trong lúc mà nàng nữ tỳ hầu cận đem dâng cho vua bữa ăn hay là nước uống, hoặc là cầm cái quạt đứng quạt hầu chẳng hạn, thì cái bên tay phải đeo 2-3 chiếc vòng vàng hay là bạc vòng đồng, 2-3 chiếc nó bị khua, còn ở bên trái thì đeo chỉ có một chiếc, cho nên khi mà cử động cái tay trái thì nó không có bị khua. Cái tay phải là cử động cầm quạt một phe phẩy vậy thì nó khua lên. Đức vua mới suy nghĩ đến cái chuyện: nếu sống biển ly thì mình không có bị phiền toái, còn khi mà sống có quá nhiều danh lợi và quyền thế đồ chúng, hội chúng tùy tùng, thì như vậy mình sẽ mệt, mệt mỏi, nó ồn ào. Vì để giác ngộ được như vậy mà chứng quả, chứng quả độc giác. Yeah.
hoặc là những cái câu chuyện có vị hai vị tiền phu cha con đi vào rừng đốn củi, thì nghe cô gái của một cái cô thôn nữ cổ đi rừng của móc củi, cổ hát, cổ đến bên hồ sen, cổ nói qua sen tuy đẹp như sức nở tối tàn, kiếp người nào khác kiếp qua sen. Thì hai cha con dừng tay lại và ngẫm nghĩ về cái thân này, và cả hai đều chứng quả độc giác. Cho nên có nhiều cái câu chuyện, có những cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng là một chúng sinh, một loài hữu tình sinh ra ở đời không cần sự khai thị của một vị chánh đẳng chánh giác, mà tự mình chỉ suy tư rồi giác ngộ được chân lý và đoạn trừ các lục quật, chứng quả niết bàn. Thì phải nói rằng cái chúng sanh đó cũng không phải là đơn giản. Và ngay cả như Đức Phật bậc đạo sư của chúng ta, khi mà người nhắc về cái hành trạng của chư Phật độc giác, thì ngài cũng nói lên một vài kệ hãy đảnh lễ chư vị đại ẩn sĩ vô lượng đã chiến thắng, đã thắng mọi chiến trận, đã đạt đến niết bàn. Thì ở đây quý vị, đối về cái khả năng tự chứng ngộ chân lý, thì cái khả năng của một vị độc giác cũng giống như là khả năng của một vị chánh đẳng giác vậy. Cả hai đều có điểm chung là tự giác ngộ không thể chỉ dạy, tự khám phá chân lý, tự mình chọc thủng màn vô minh để ánh sáng trí tuệ xuất hiện. Chỉ khác ở chỗ là vị toàn giác hay là chánh đẳng giác, thì vị đó sau khi tự mình giác ngộ chánh đẳng giác, ngài đã tuyên thuyết về cái giáo lý, cái con đường đưa đến giải thoát cho chúng sanh nghe, hướng dẫn cho chúng sanh tu tập theo con đường đó để họ cũng đạt đến cái sự giải thoát như ngài. Còn đối với chư Phật độc giác thì ngài cũng có khả năng tự mình chứng ngộ, giải thoát, nhưng mà ngài không có thuyết pháp độ đời, bởi lý do là ở trong thời quá khứ khi mình tạo cái pháp độ, ngài không có nghĩ tới, hay là ngài không có cái hạnh nguyện là tiếp độ chúng sanh hoặc giả là ngài cảm thấy nhàm chán, vì Bồ Tát lúc đó cảm thấy nhàm chán ở hội chúng, nhàm chán phải làm thầy của hội chúng, có nhiều cái sự phiền toái vất vả, cho nên vị đó chỉ chuyên tâm suy tư về pháp và hành pháp độ, chỉ với cái mục đích là để được
tìm ra cái chân lý, tự mình có khả năng giác ngộ niết bàn mà thôi. Cho nên vì vậy khi chứng được đạo quả thì vị đó không có thuyết pháp độ đời. Tuy nhiên thời mà có chư Phật đồng giác xuất hiện, thời đó cũng là một thời đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Bởi vì khi mà các ngài vào mỗi buổi sáng ngài đi khất thực, nhất là những vị độc giác sau khi xả thiền diệt, sau 7 ngày xả thiền diệt ngài đi khất thực, thì những ai có niềm tin, có cái tâm trong sạch, đặt bát cúng dường đến cho vị Phật độc giác đó, đảnh lễ dưới chân ngài và phát nguyện, thì ngài phúc chúc chư tăng bất chư tăng tâm hàng thiết bẩm bề và sám chư tôn. Sự ước nguyện của người như thế nào thì cho được thành tựu như thế ấy, cho nhanh, cho mau chóng được thành tựu như thế ấy. Thiết bẩm bề và sám chư tôn. Thì khi được Đức Phật đồng giác là chúc phúc như vậy thì xem như là chúng ta đã được thọ ký rồi, là trong tương lai là chắc chắn là chúng ta sẽ được thành tựu tốt đẹp. Đức Phật ngài kể lại rất nhiều cái sự kiện trong thời kỳ của ngài, có nhiều vị tỳ kheo, tỳ kheo ni hay cận sự nam cận sự nữ thành tựu cái đặc thù này, cái đặc thù kia đó, thì đều là do trong thời quá khứ đã từng làm phước dưới chân của Đức Phật Đồng Giác được phát nguyện. Cho nên mặc dù Đức Phật Đồng Giác ngài không có thuyết pháp độ đời gì, nhưng mà sự có mặt của các ngài trong cái thời điểm mà thế gian không có giáo pháp của Bậc Giác Đại Giác, thì trong cái thời điểm đó các ngài cũng là những cái rủ phước vô lượng vô thượng cho chúng sanh. Những ai hướng tâm và phát tâm, hướng tâm đối với ngài là phát tâm cúng dường với lòng tận tính, thì cũng sẽ được cái phước báo đặc thù như thế. Tiền thân của Đức Phật chúng ta trong thời quá khứ cũng đã có những trường hợp, có những lần mà ngài khi mà biểu hiện cái sự cung kính đảnh lễ cúng dường cho vị Phật đồng giác, mà ngài được cái quả thù thắng. Chắc hẳn là quý vị còn nhớ cái câu chuyện tại thành Wesley, khi mà có ba cái đại nạn là dịch bệnh, trước hết là thiên tai đấu khát, rồi sau đó là dịch bệnh, và cuối cùng là nạn phi nhân quấy phá. Thời đó thành Wesley xảy ra hạn hán, nông nghiệp không có phát triển được và bị đói. Khi mà bị đói như vậy đó thì bắt đầu dân chúng lầm than và sanh ra bệnh tật. Bệnh dịch nó hoành hành cho nên họ chết quá nhiều, và những cái tử thi đó nó bắt đầu sình thối lên và nó làm thức ăn cho dạ xoa khi dân nó xuất hiện. Bởi vì cái thời kỳ xa xưa đó, dân chúng ở trong một quốc độ nó cũng không đông lắm, thưa dân, cho nên hàng phi dân họ có thể xuống một trà trộn sống chung đụng với loài người của chúng ta,
Thì khi đó hoàng tộc Pichui đã phái đoàn sứ giả đi qua sông Thi để gặp đức vua Vasenadit, vua Ma Tư Nặc, và trình bày cái sự việc đó, và họ xin được cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chúng tỳ kheo quan lâm về Vesali Bồ Kiếp. Thì thưa quý vị, đức vua Vesali rất là hoan hỷ, bởi vì nước láng giềng với nhau mà. Cho nên khi mà các vị sứ giả đi đến cảnh lễ Đức Phật và trình bày cái gì, Đức Phật vì lòng bi mẫn của Ngài nhận lời. Vua Vasenadi đã cho người dọn dẹp một cái con đường từ sông Thi mà đi đến cái bờ sông, trang hoàng cờ xí và rải bông hoa ngập đường nơi mà Đức Phật Ngài sẽ đi qua. Rồi đến cái bờ sông đó, cái bến đò cũng được trang hoàng, và Đức Thế Tôn Ngài đã ngự đi. Khi qua đến bên kia đó, thì cái bến đò ở bên xứ Bất Chi, các dân chúng và dòng tộc Lichowi cũng đã cho trang hoàng cờ xí, và rải bông hoa ngập đường để tiếp đón, để đón rước Đức Thế Tôn từ đó về Vesali. Thì về đến Vesali thì sự xuất hiện của Đức Phật là một quy luật, và đêm đó Đức Phật Ngài dạy Tôn giả Ananda đi ba vòng thành Vesali để tán thán Tam Bảo. Chúng ta có cái bài kinh Ratanasutta, bài kinh Châu Báu. Thì như vậy đó, các vị chư thiên quan hỷ tán thán Tam Bảo, rồi các loài phi nhân cũng kính trọng Đức Phật và họ giang xa ra. Và sau đó thì giải cứu được ba cái nạn phi phai dọc, ba cái nạn lớn cho thành Vesali. Các vị tỳ kheo đi theo và các vị đã chứng kiến cái cảnh trọng thể của dân chúng hai bên, hai nước. Đã, một bên thì tiễn đưa Đức Phật đi, một bên thì đón rước Đức Phật về. Trọng thể như thế thì họ nói rằng quy lực của chư Phật vô cùng to lớn. Đức Phật Ngài mới giải thích đó là cái phước riêng của Như Lai, chứ không phải là quy lực của chư Phật. Rồi Ngài mới kể lại các câu chuyện trong đời quá khứ. Ngài là một vị Bà La Môn, Ngài có một đứa con trai, và đứa con trai đó lớn lên trưởng thành, và vị này là chứng quả độc giác. Vị độc giác đó sống ở trong một cái khu rừng cùng với chư độc giác khác. Một ngày kia, Bà La Môn này, tức là Đức Bồ Tát của chúng ta, Ngài đi vào rừng để Ngài thăm người con trai. Nhưng mà khi đến nơi thì chư độc giác cho biết rằng là vị ấy đã viên tịch niết bàn rồi, và lễ trà tì của vị ấy được cử hành, và tất cả xương cốt được dân chúng tạo dựng cái bảo tháp để thờ Xá Lợi. Rồi chư Phật Đồng Giác chỉ cho đi đến cái ngôi tháp thờ Xá Lợi của vị Phật Đồng Giác đó. Thì lúc bây giờ Bà La Môn, tức là Đức Bồ Tát của chúng ta,
Ngài không nghĩ rằng là cái tháp thờ đứa con trai mình, mà Ngài nghĩ đó là một bậc cao thượng, một vị Phật, cho nên Ngài đã làm cỏ rác xung quanh cho sạch sẽ, rồi dâng cờ dựng một phước lên, rải bông hoa xung quanh cái nền tháp để cúng dường xá lợi của vị Phật Tam Giác đó. Chính do việc làm này, do thiện nghiệp này mà tác thành cái quả dị thục tốt đẹp. Khi mà Ngài sanh ra ở đời, lúc nào Ngài cũng được cái sự tiếp đón long trọng, trọng thể như thế. Ngay cả khi mà Ngài thành Phật cũng được. Cho nên ở đây, chư Độc Giác mặc dù không có thuyết pháp độ đời, không có thiết lập giáo pháp cho thế gian, nhưng mà cái quy lực đức độ của vị đó cũng như là một vị chánh đẳng chánh giác vậy. Vì thế cho nên sự xuất hiện của chư Phật Độc Giác đã đem lại an lạc, hạnh phúc cho chúng sanh. Nếu những ai có được cái niềm tin và có được cái sự kính trọng quý mến, đều là như vậy, đều thành tựu của quả. Và ở đây chúng ta cũng nên nhớ rằng là đối với đức chánh đẳng chánh giác thì Ngài có một điểm đặc biệt hơn là Ngài xuất hiện ở thế gian này, ở cái thế giới này không thể có hai vị chánh đẳng chánh giác đồng thời xuất hiện ở trong một cái thế giới này. Nghĩa là chỉ duy nhất một vị mà thôi. Đó là cái điều mà gọi là tha năng với chánh trí, là một cái sự kiện chắc chắn xảy ra, chứ không thể có hai vị. Còn riêng về đối với Đức Phật Độc Giác đó, bác trị trong một tháng, thì mặc dù các ngài đều là tự mình giác ngộ chân lý, không thể như vậy, nhưng mà chư Phật Độc Giác ngài có thể một lần, một thời kỳ mà xuất hiện nhiều vị, có thể là 500 vị cũng có. Như ở trong bài kinh này thì chúng ta chỉ nghe kể 13 vị thôi. Ở trong bài kinh Tiên Ngư Mục Sư thì Đức Phật này cũng chỉ kể có 30 mấy vị gần đó. Chứ còn cái thời kỳ 500 vị thì chứ quý vị, là một điều mà chúng ta rất quan hỷ. Cho nên sự xuất hiện của chư Phật Độc Giác, ngài có thể có nhiều vị xuất hiện cùng một lúc, một thời kỳ,
Cái đó là cái điểm khác đối với vị chánh đẳng chánh giác. Và nói tóm lại là chư độc giác là những vị tự mình giác ngộ không thể như vậy. Các ngài xuất hiện trong cái thời kỳ không có giáo pháp của bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Và thứ đó nữa là sự xuất hiện của chư độc giác là có nhiều, có thể hàng 500 vị, 1000 vị cũng có. Và chư độc giác là một bậc hoàn toàn giác ngộ. Mặc dù các ngài không có thiết lập giáo pháp ở thế gian cho chúng sanh, nhưng mà sự hiện hữu của các ngài trong cuộc đời này đã làm cho những chúng sanh khi đã khởi cái lòng tỉnh tính nơi chư độc giác và tạo công đức cúng dường trên chư độc giác, thì chúng sanh kia họ đã thành tựu vô lượng công đức, được sanh về cõi người, cõi trời và được thành tựu như ý nguyện duy nhiên họ mong mỏi khi xác nguyện dưới chân của chư Phật độc giác. Đó là một điểm rất đặc thù. Và chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều có liên quan đến cái câu thảo luận mà Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ xin được cung kính Thượng tọa Giác Đẳng trở lại, vì chúng ta còn có 15 phút nữa. Nghe nói rằng hôm nay Thượng tọa Giác Đẳng cũng còn bận rộn cái công việc giấy tờ, nhưng mà có thể Thượng tọa điều họp cho các cái câu hỏi kế tiếp cho đến hết giờ hay. Ở trong này có Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tuyên Nguyên, nhưng bản thân chúng tôi nữa. Xin tỉnh Thượng tọa Nam Mô Bụt Thầy. Sao chú kính được Thượng tọa Tiểu Sư. Thưa Phật tử, muốn nhắc lại một vài điểm trước khi thỉnh chư Tôn Đức tiếp tục. Thứ nhất là ở trong truyền thống Pali đó, tên từ Hồi giáo Nam Tông đó, thì chúng ta gọi, chúng ta nói là có ba hạng Phật là chư Phật chánh đẳng giác hay là toàn giác, tức là tự mình giác ngộ và có và thiết lập giáo pháp để truyền bá. Chư Phật độc giác là những vị tự mình giác ngộ nhưng mà không có cái khả năng để thiết lập giáo pháp. Và chư vị sinh văn giác đó, tức là những vị được chư Phật toàn giác khai thị và cũng thừa tiếp được cái vai trò truyền bá giáo pháp. Thì trong Phật giáo Bắc truyền đó, gọi chư vị sinh văn giác là chư vị giác ngộ lý tứ đế, và chư vị độc giác đó, là giác ngộ thập vị nhân duyên, nên gọi là duyên. Thì cái gọi là A-la-hán giác ngộ tứ đế và chư độc giác giác ngộ thập thiện duyên không có trong tập tạc Pali. Yeah. Và trong tập tạc Pali thì giác ngộ và thấy thì giáo lý duyên khởi đó. Và đặc biệt là ở trong Tam Minh, như là Túc Bằng Minh, Sanh Tử Minh, thấy giáo lý duyên khởi. Thì thưa quý vị, kể cả chư vị chánh đẳng chánh giác đều giác ngộ giáo lý duyên khởi. Thành ra cái chữ duyên giác không có xài được ở trong kinh tạng Pali. Dạ, trong tập Bali chúng ta không nói về chữ duyên giác. Và cái chữ Bích Chi Phật là một chữ âm của chữ Bách Chê Cá. Dạ, Bách Chê Cá là Bách Chê Cá là vị tự mình giác ngộ. Thì ở đây cũng sẽ nhắc thêm một cái ý nghĩa khác mà chúng ta cần lưu tâm đó. Là trong
ba bậc giác ngộ mà được đề cập đến trong kinh điển thì chúng ta hiểu tương tự như người ở bên ngoài, là có những người làm được những cái chuyện rất là xuất sắc, nhưng mà dốc là học hỏi từ người khác, giống như chư vị thanh văn. Có những vị người làm được xuất sắc nhưng mà do tự mình phát kiến, tự mình phát minh, tự mình tìm ra được chư Phật độc giác. Có những vị tự mình phát kiến nhưng mà có khả năng truyền đạt nữa. Thì chúng ta nói rằng tự mình để mình hiểu một điều gì đó, nó là một chuyện không có đơn giản, không dễ dàng đâu, không có dễ dàng đâu. Ví dụ như thường thường người ta nói không thầy đố mày lầm nên, mình làm gì đó thì mình rất cần đến cái sự chỉ điểm của người khác, họ đã đi trước. Nhưng mà cũng có những vị, chúng tôi lấy ví dụ là trong cái thế giới đương đại của chúng ta, nó có những nhân vật rất kiệt xuất như là Bill Gates. Ông đưa ra cái khái niệm về PC, là personal computer, là viết ra cái Windows. Hay là chúng ta nói về Steven Jobs, là người tạo ra cái chúng ta gọi là cái iPhone chẳng hạn, và cái khái niệm về dùng iPhone smartphone mà đến Ấn Độ như vậy. Và cũng có nhiều người đi tiên phong trong cái việc gì đó, và những người khác là chỉ học theo thôi. Thì những người tiên phong đó được biết như là chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác. Nhưng mà mình tìm ra, mình hiểu ra cái mới, mình tìm ra cái mới nó là một lẽ mà có khả năng để truyền đạt, mà truyền đạt một có hệ thống, có phương pháp, nó không phải là chuyện đơn giản. Không phải là chư Phật độc giác hoàn toàn không truyền đạt được, nhưng mà có những điều rất là khó để truyền đạt nếu mà không lập nên một cái hệ thống. Chúng ta lấy ví dụ như là Đức Thế Tôn, thế giới mà Ngài truyền đạt được giáo pháp là bởi vì bản thân của Ngài là một vị mà Ngài hiểu cái căn tính của chúng sanh, như là trong thập lực của Đức Phật. Chẳng hiểu căn tính mà Ngài còn hiểu về cái ngôn ngữ, Ngài hiểu về lý luận, Ngài hiểu về cái duyên sự. Thành ra để truyền đạt một giáo pháp, chuyện đó nó đòi hỏi một chuyện khác. Ví dụ như là ai cũng biết về computer, nhưng mà dạy computer người khác là nó là một chuyện. Và có đôi khi mình giỏi về toán nhưng mà đi dạy về người khác thì nó là một chuyện khác nữa. Bởi trong đời họ nói là có trình độ sư phạm, nhưng mà mình ở trong cái phạm vi nào đó mà có khả năng để tuyên lưu giáo pháp, đó là một cái đặc biệt. Vì vậy, chứ vì toàn giác, độc giác, tinh văn giác đều là những bậc khả kính hết. Nhưng mà ở tại đây chúng ta được biết về hình ảnh của những vị ẩn sĩ, tức là những vị bậc độc giác. Và những vị này thì các ngài giác ngộ với một cái sự giác ngộ rất là cao siêu. Ở trong kinh Pali thì nói rằng hai vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật, tức là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, thì cái trình độ ba la mật của các ngài tương tự với chư Phật độc giác. Thì điều đó có nghĩa là chư Phật độc giác các ngài trình độ rất là cao. Chỉ có một điều rằng nếu không có vị Phật toàn giác mà thiết lập giáo pháp thì rất khó ai có thể khác tự mình mà có thể hướng dẫn người khác được tương tự như vậy. Thành ra khi mà không có chư Phật toàn giác ra đời thì chư Phật độc giác đã không làm được việc này. Và có một điểm rất là lợi lạc, rất là thú vị ở tại đây là đôi thoảng Đức Thế Tôn Ngài nhắc lại hình ảnh của chư Phật quá khứ. Và trong trường hợp này Ngài nhắc về cái hoạt động ngọn núi Tô Lát. Thứ vì mỗi lần mà chúng tôi sang Ấn Độ đến thăm Vương Xá, nhìn núi Tô Lát chúng tôi hay nhớ bài kinh này. Và Đức Phật nhắc về những vị quá khứ, Đức Phật Ngài dạy chúng ta là tên đảnh lễ các vị đó. Đảnh lễ không phải là vì để cầu nguyện hay cầu xin điều gì, nhưng mà đảnh lễ các vị đó bởi vì những cái giá trị cao trọng mà các ngài đã thành tựu và trở thành những cái hình ảnh. Lẽ ra nó bị chìm vào trong quên lãng, có những điều không chịu quên lãng. Và ai chắc mình mới thấy điều đó nó vĩ đại như thế nào. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là đôi khi chúng ta được về thăm lại mồ mả tổ tiên, hay là chúng ta đến những cái nơi di tích và cũng cái đền đài quan thế đó, nhưng mà ở trong đó nó là chứa được bao nhiêu cái sự biểu lộ về những cái tinh hoa mà các vị người mà tiền nhiệm trong quá khứ đã làm, rất là đáng để chúng ta hâm mộ, rất là đáng để chúng ta thưởng thức. Ở trong trường hợp này thì Đức Phật Ngài dạy về những cái vị Phật độc giác đã từng sống ở tại
Ishimiri là thông tin, nơi đó là một cái nơi mà đã có rất nhiều vị Thế Tôn độc giác ở trong quá khứ, rất là đáng để cho chúng sinh trong đời thì kính ngưỡng và Đức Phật nhắc lại. Thì quý vị ngày hôm nay chắc đa phần là chúng ta thờ được thờ quỷ thần theo cái tín ngưỡng dân gian, nhưng mà trong quá khứ xa xưa đó, thì khi Đức Thế Tôn mình nhắc đến chư Phật đã xuất hiện ở đời và đã viên tịch, nhưng mà các ngài để lại những hình ảnh cao quý đó, thì tất cả chúng ta nên thành tâm đảnh lễ. Và do vậy bài kinh Thu Chiên này ở trong truyền thống Phật giáo Tích Lan cũng là một bài kinh cầu an thọ nhắc tuyên danh của chư Phật trong độc giác trong quá khứ ở Huy Phô Lá, và chúng ta cùng nhau đánh lễ. Bây giờ thì chúng tôi xin được sang phần thảo luận. Hôm nay được biết là có thượng tọa ngoài thượng tọa Bất Tọa Hấp Đăng, thượng tọa Hấp Đăng, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Hấp Đăng có trước máy, xin thượng tọa hoàn trả lời cho câu thảo luận số 2. Dường như thượng tọa Hấp Đăng không nghe được. Bạch thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tề Siêu còn ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoàn để trả lời cho một câu thảo luận. Và dường như chúng ta xem quý Phật tử có còn nghe chúng tôi nói được không vậy? Và bây giờ thượng tọa Tuệ Siêu và thượng tọa Tăng Dường không nghe, không biết là thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không nếu. Ôi, dạ, thượng tọa Pháp Đăng có rồi. Thượng tọa Đăng, ở trong nhân gian thường có cái gọi là cái môn phong thủy địa lý geomancy, nhưng mà ở trong cái ngôn ngữ thường chúng ta gọi là có những cuộc đặt gọi là địa linh nhân kiệt, và cũng thời sông núi đất đai, nhưng mà có những cái nơi mà sản sinh ra được nhiều những nhân vật anh tài ưu tú, có nơi thì không có. Thì ví dụ như là ở cái Phật pháp có hay đề cập đến miền Trung Thổ hay miền Trung Ấn, hay là nơi mà ở tại đây chúng ta nói tới ra chất cả được những cái dãy núi bao bọc chung quanh, và những cái gai đặng như là Quy Phô Lá chẳng hạn, thì là nơi mà trong quá khứ chư Phật độc giác từng ra đời. Thì theo cái cảm nhận của thượng tọa Pháp Đăng đó, khi mà mình đọc kinh mình có thấy rằng có cái hiện tượng nào gọi là địa linh không? Tức là vùng đất mà có thể sản sinh ra những bậc ẩn sĩ vĩ đại, những bậc cao nhân, những anh hùng, hay là cái đất đai thì nó chẳng liên hệ gì đến con người. Con người thì chúng sanh thì đó là do nhân duyên thôi. Xin tịnh thủy đọa Pháp Đăng cho biết một vài suy nghĩ rõ biệt, và sau câu trả Pháp Đăng chúng ta cũng kết thúc. Và kính nhờ chư tăng quan hệ kết thúc dùng, tại vì bây giờ chỉ có việc vào để lo giấy tờ đó, nên chị sẽ hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Hello. Dạ, cảm ơn chị. Thì nếu mình nói về địa linh nhân kiệt đó, thì có một điểm mà chúng ta cũng nói ở trên địa cầu này, thì Trung Ấn Độ, đất nước Ấn Độ, chư Phật sẽ giáng sinh và có năm đức Phật. Thì năm đức Phật mà khi mà chọn Trung Ấn Độ đó, thì đây là cũng một điểm mà chúng ta cũng rất là khó suy nghĩ cho thông thấu được với khả năng của mình. Nhưng mà không có một nước nào khác mà chỉ là xứ Ấn Độ. Đây cũng là một cái điểm mà nếu mà nói về người dân Ấn Độ, hay là đất mình là người dân Ấn Độ, mình nghe như vậy mình nghĩ rằng cũng là cái điểm mà một cái điểm mà đó là cũng là một cái điểm rất đặc biệt. Nhưng mà nếu mà nói về hiện đại đó, thì cũng có nhiều cái vùng đất mà nó cũng mang nhiều cái
điểm cũng rất là lạ quá chị. Nhưng mà ví dụ ở cái tỉnh Đồng Nai là có một cái xã ở trong cái huyện Hưng Lộc đó quý vị, có một cái vùng đất mà có nhiều cái giếng, nhưng mà người ta nghiên các nhà khoa học cũng đang tìm hiểu tại sao cái vùng này lại có nhiều người phụ nữ mà mang thai sinh đôi, rất là nhiều. Rất là nhiều những người phụ nữ mang thai sinh đôi. Thì họ cũng nghiên cứu mà rất là lạ là rất là nhiều những cặp sinh đôi, những vùng khác thì lại ít có cái gì. Đây cũng là một cái điểm mà mình nghĩ, và mình cũng nghĩ và cũng trong kinh điển mình coi và mình thấy ví dụ như mình nghe cái câu chuyện mà bổn sanh về câu chuyện những trái xoài thì cũng kể lên cái câu chuyện của một cái người phụ nữ đó mà có một cái lời nguyền hay là giống một lời thề vậy. Và trong đó có 500 cái người phụ nữ cũng hầu hạ cho cái người phụ nữ nữ này. Khi mà kể lại câu chuyện trong kinh Bổn Sanh đó, thì nói rằng chó ngao tai cục đó, mà ở cái hồ nước ở trên cái dãy Mã Lạp Sơn nó chảy xuống, và nó ở đó đó thì có một cái vườn xoài, ở đó thì có một cái hồ nước mà cái người phụ nữ này đó thì có một cái thân hình xinh đẹp, đến giờ lúc đó thì bị té vô cái biển chó ngao tai cục cắn và té xuống, xé xác và té xuống cái hồ đó, hiện hình lại trở thành người phụ nữ đẹp. Chính đức vua đó đã lên đó, và vua đã thấy thấy chuyện đó, và đức vua đã dùng cái mũi tên bắn con chó ngao tai cục đó. Và chuyện đó kể lại thì dạ thưa sư Pháp Đăng đã rất mít, con vương thỉnh sư Trại Viện nếu có trước máy điều tiết giùm ạ. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tại thiền viện điền khí cho thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, sa thú con kính nhân bích đứng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nghe rõ không? Dạ, tôi không nghe. Thì kính thưa quý vị, thì cũng nghe từ tôi cái đoạn hỏi, và cũng có nghe xin qua từ tôi đang đã trả lời, thì có cái linh địa hay không, thì nó không có cái chữ linh địa, mà Đức Phật đã nói rằng xác định rõ cái xứ
Trung Ấn Độ sẽ là cái trung tâm Ấn Độ đó sẽ là nơi mà chư Phật đăng quang. Rồi chúng ta mới nói đó, rồi sau này chúng ta cũng thôi, mới xem đó như là một cái thánh địa, thì chúng ta gọi là thánh địa thì chúng ta nghe nó dễ nhận, nó nghe nó chúng ta cũng dễ dàng sẽ chấp nhận hơn. Thì chúng ta nói là một linh địa, thì cái thánh địa thì xứ Ấn thì nó cũng phải những chỗ những nơi mà chư Phật đắc qua, chư Phật ra đời. Vâng, thì chúng ta nói như vậy thì nó quả chăng dễ chấp nhận. Còn nếu nó cái linh thì chỗ nào là cái chỗ mà các vị Bồ Tát hay là nơi chư Phật gọi là chư Phật tăng quan, là nơi giác ngộ. Còn nơi mà các vị Bồ Tát xuất hiện, đó là chính chúng ta nói là nơi đản sinh. Thì như thế thì cái đó nó mới mang một cái giá trị. Dạ, cái tinh thần nó như vậy. Còn ở một mặt khác, chứ nếu chúng ta nói cái linh địa thì hoặc là chúng ta nói cái thánh địa Phật môn thì nó nằm có nơi có chốn, chứ không phải toàn bộ đất nước Ấn Độ nó là thánh địa hết. Thì cái điều này chính là cũng như bây giờ người ta nói ví dụ như là nó địa linh nhân kiệt, thì cái đó chúng ta nói vậy chứ ở nơi đó nó có nhiều vị cao nhân hay nhiều vị tài giỏi xuất hiện, thì người ta thì cho đó nên cái dùng đất như vậy chỉ là một thời điểm đó, thời gian đó, chứ không có thể nói rằng rồi chúng ta xác định cái một cái nơi chốn đó thì chỉ là đương thời đó thôi. Như điều chỉ có một điều đặc biệt là chẳng phải đặc biệt là rồi không biết rằng cái chỗ trung tâm Ấn Độ chỉ chúng ta có hỏi rằng là vậy thì chư Phật có phải là ngồi tại Bồ Đề Đạo Tràng giác ngộ hết có phải không? Đây là câu trả lời được không? Hay là hay ở cái chỗ mà chúng ta nhớ cái chỗ mà Phật mà Bồ Tát đản sinh Lumbini và ngày nay thì xứ Nepal, rồi cái chỗ mà từ cái đản sinh rồi cái chỗ Niết Bàn là Kushinara, cái đây là cái nơi chốn nó khác. Thì đây chúng ta còn phải thổi thì phải nói lầm cái điều đó nữa, thì vậy cho nên còn xác định rõ tức là nơi xứ Ấn. Thì trong kinh văn, trong kinh có dạy chúng ta cũng phải xác định đó là trung tâm của cái nơi mà chư Phật đăng quang và các vị Bồ Tát xuất hiện là như thế. Chứ còn chữ linh địa này thì chúng ta nói theo từ để chúng ta cái văn mà chúng ta nói thì để cho hiểu được, cho hiểu cái văn viết của chúng ta cho đó là nơi chốn linh địa Phật môn vân vân, thì chúng ta nói như vậy thôi, chứ còn chế định như vậy chứ còn trong cái giá trị tuyệt đối tất cả điều linh hết thì cái điều đó nó cũng phải cứ xét lại ở trong kinh văn cũng có nói như vậy. Yeah. Chỉ là cái sự suy nghĩ cái thứ việc của chúng tôi làm như vậy thì xin có đôi điều và cũng như xin kết thúc cái chương trình của Trung Phật Pháp Quốc Tâm Á ngày hôm nay. Kính cảm ơn công đức sư tôn Đức Tăng những ngày đã vào. Thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng mê mẩn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi.
Kính cảm ơn đại chúng lắng thanh thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ấp sứ nhân viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học đường học hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Thank you.